Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho anh em một cái clip mà mình sẽ trải nghiệm một cái bộ trang phục mà mình mới sở hữu được trong PUBG Mobile. Đó là bộ trang phục được mua trong cửa hàng Royal Pass. Cái giá của bộ trang phục này là 4.800 RP trong cửa hàng Royal Pass anh em ạ. Đây là một cái giá theo như mình thấy khá là chát. Và theo như là những thông tin nhận được ở trong cửa hàng đó thì đây là bộ trang phục sau khi đã được sale một nửa rồi đấy anh em nhá. Phải nổi ạ, được giảm giá một nửa rồi mà nó mới còn 4.800 đấy, chứ không nó là 9.600. Ui đệt trả lụa vãi nồi. Từ từ đã, như vậy là bên xe giữa có một team anh em ạ. Thế này thì mình sẽ phải từ từ. Các bạn ấy xuống một lúc như thế này là có súng rồi. Mình sẽ phải đi kiếm đầy đủ súng rồi mình sẽ công sang bên xe giữa anh em nhá. Không chơi được chiến thuật đánh nhanh rút gọn rồi. Ui dồi ôi, sao SLG mới lại SKS thế này chơi sao. Đấy, ít ra phải cho một khẩu Uzi như thế này chứ. Mình sẽ lên tầng 2 để kiếm thêm súng đã. Xem khẩu AR nào mang sang đấy sấy cho nó đã. Thôi, nghĩ lại rồi, cứ để một khẩu SKS cho nó phê. Nào. Combo này có thể sử dụng đến già luôn cũng được. Hình như đây là cái cốp. Ui, mình nhìn thấy quái nào mà lại ra được cốp 8 anh em nhỉ? À, công nhà rồi. Từ, trang bị X6 lên đây này. Jetbot SK hợp lý luôn, bắn nhau rồi. Đây là thời điểm tốt để mình phi ra. Đây rồi. À, có thanh niên đang định nhảy với chúng tôi. Này, anh em có tin không? Mình đã bom chết thanh niên này. Một thanh niên sẽ chết dưới tay mình. Fire into. Ui. Bạn định bắn mình á? Cho bạn lên bảng điểm số luôn, gạt luôn cho bạn ra chơi game mới. Nào gọi đồng đội bạn ra đây. À, tôi nghe thấy tiếng đang đứng ở cửa đúng không? Đang đứng ở cửa. Cho quả bom vào đây này. Ui, vai nổi ạ. À. Làm hai mạng luôn anh em ạ. À. Ngọt canh xương ống mà đậm đà thịt thân. Cái gì? Venom à? Ui giời ơi, sinh vật ngoài hành tinh á. Đến trái đất có thở được không? Gáy ngay anh em ạ. Anh em nào mà xem clip mình đừng bảo mình hay gáy nhá. Gáy nó mới vui. Nào, đến Pochinki rồi. Sao Pochinki vẫn còn vắng? Không nghe thấy tiếng. Ô, có người. Đang chạy ở bên ven đường. À, giả bot. Quay lại bạn ơi, quay lại. Ô. À, xuống rồi. Ô. What the hell? Hai thanh niên này tỉnh thế nhở? Lấy xe đi. Ô. Này, quay lại đây nhá, đừng có mà đi. À đúng rồi, thế là các bạn đi đúng hướng. Đúng hướng rồi đấy các bạn ạ. Đây người ta là đường một chiều các bạn nhá. Đã đi đường một chiều lại còn quay đầu. Biết như thế là nguy hiểm cho người đi đường đến mức như thế nào không? Mình là mình phải xích lại ngay. Quá nguy hiểm. Thanh niên có quầm pe cho khẩu SKS của mình rồi. Xem nào. Mình sẽ nắp. Ừ như thế này là hợp lý đấy. Từ hình như thanh niên có một cái X6 nữa. Thế thì lắp cả hai cái X6 luôn. Đấy, SKS từ. Đó, đây. Ok chưa? Úi giời ơi. Thôi rồi, cảm ơn hai shipper nhá. Đi lên xem các bạn có M4 không nhỉ? Không có M4 này. Chán thế. Đang tìm một khẩu M4 sấy cho nó êm anh em ạ. SK tuy nó bắn khá là ăn đạn, tuy nhiên thì khẩu SK thi thoảng nó cứ bị rung ngang ấy, khó chịu vãi nồi luôn. SK mà đôi khi mình sấy rất đốt nó cứ bị rung ngang ấy, nhiều lúc bắn mù hết cả mắt. Nhưng mà thôi, không sao cả. Không có M4 cũng không sao hết. Ơ, con xe đang chạy kìa. Ủa thôi.
kiểu chạy chậm chậm này là kiểu gì cũng dừng lại này. Nào nào nào, thử mà vượt ra khỏi cái gọi là nhà kho là mình sấy ngay, mình dừng xe mình sấy ngay. Nào, xe các bạn đáp ở đây này anh em này. Ô là la. Từ từ đã, không manh động được, chưa biết là có bao nhiêu người. Vừa rồi lát nhà nên mình mới nhìn thấy thôi. Kia rồi, có tiếng trong nhà kho này. Như vậy là ít nhất có một người trong kho. Ô làm gì đây, làm gì đây, làm gì đây. Ui giời ơi, ôi thần Ritna ơi. Có mỗi một người thôi à? Ai nổi ạ, à, tưởng nhiều chứ. Ui giời ơi, chắc thanh niên này clear gì sọt. À quên, bậy. Clear cái khu dô dốc, hoặc là clear cái khu sở cun với lại biệt thự. Sau đó là đi ra đây này, thế là gặp mình luôn. Mà chả hiểu tự nhiên ông thần này ông dừng ở đây để làm cái gì không biết. Đúng là bị dở người. Clear hai khu kia thì kể cả clear khu nào thì cũng khá là giàu rồi. Chả ai hiểu. Từ từ làm bình nước lên đã anh em ạ. Bây giờ mình mới để ý là mình có rất nhiều nước mà cái con nhân vật của mình nó lại bị thiếu nước. Đấy, thế là không được rồi. Tuấn HC có thể loot tất cả mọi thứ rất là kiểu nhanh hậu đoạn. Tuy nhiên thì nước trong người của con nhân vật mình lúc nào nó cũng phải đủ. Có nước bắn tự tin lắm anh em. Anh em tin tôi đi. Ô, có tiếng súng ở dô dốc. Đâu rồi? Hình như đứng trên đồi bắn nhau. À, lại còn có một thanh niên đang ở bên này. À, mình sẽ đứng ở đây mình tỉa anh em ạ. Các bạn chết. Từ từ, bắn thanh niên bên đây trước đã. Chết ngay. Gạt. Ôi may quá. Ui, thần linh ơi. Thôi các anh ơi, thôi em biết lỗi rồi. Thôi. Bắn nhau đi, đúng rồi, quay ra bắn nhau đi. Đừng bắn tôi nữa. Bli theo me why. Ui giời ơi, sợ vãi nổi ạ. Tí nữa thì gọi là ui giời. Chân tay run rẩy pha đấy đấy anh em ạ. Vãi cả trường. Tí nữa là ra chơi game mới rồi. Mày quá. Từ từ. Á đủ. Wow. Chuột chủ. Chạy đâu. Bạn sẽ phải chết. Find the hole. Đùm. Ôi đẹp. Vậy mà không chết. Vô lý này. Ôi thôi, thanh niên chạy mất rồi. Chạy với chúng tôi. Rồi ơi, đi đâu? Em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Có một thanh niên ở gần này, một thanh niên băng đường này. Rồi, dâu. Công luôn, bút luôn. À, đứng dậy là chết rồi bạn ơi. Thanh niên bút đường chết rồi anh em ạ. Thanh niên bút đường bị mấy thằng ở phía bên trên nó tát chết rồi. Mè nhàu mãi mà cuối cùng các bạn ấy quyết là không công sang đây. Phải cả ô. Úi dồi ôi, dừng lại trao đổi chiêu thức đi bạn ơi. Rồi xong. Vâng, như vậy là chưa kịp trao đổi chiêu thức thì bạn ấy đã cụ đi chân lạnh toát rồi. Vãi nồi. Thôi ở lại yên bình nhá. Dô dốc là của bạn rồi đấy. Đấy, bây giờ tôi nhường dô dốc lại đấy. Ô sao vừa rồi thấy đông vãi cả trưởng. Và sao cuối cùng lại chỉ còn có một tên nhỉ. Hải vãi trưởng luôn đấy anh em ạ. Thôi mà kệ, cứ ăn được một tên thì tức là mấy tên kia còn lại chết vì lý do nào rồi. Mình thấy chạy lông nha lông nhông như là cá ngựa. Thế mà cuối cùng quay đi quẩn lại còn mỗi thanh niên. Hay là thanh niên này thanh niên núp từ đầu đến cuối. Còn cái team kia nó đã lấy xe nó đi rồi anh em nhỉ. Khu nhà này có xe đâm vào này. Rồi. Tôi sẽ lên đây tôi quan sát. Các bạn ở dưới đấy cẩn thận nhá. K98 gọi là. Ô lấy xe đi à. Đệt. Đừng như thế mà dễ xa nhau bạn ơi.
Vai nổi ạ, chúng mỗi một viên ạ. Mẹ, đúng lúc mình đến thì lấy xe đi ạ. Thề luôn ấy, người đâu vô duyên vãi cả trưởng. Đã thế tôi đuổi, đậu xanh. Bạn không chạy thoát được mình đâu. Có ai nhỉ? Thanh niên chạy như kiểu gọi là ma đuổi ấy. Đuổi hoài không thấy đâu luôn anh em ạ. Ô, à hóa ra là bạn trèo lên. Bạn lại phi lên cái đồi xương chó anh em ạ. Rồi rồi rồi. Thôi rồi bạn. Bạn không thể chạy thoát được mình đâu, mình nói rồi mà. Mình dai như con đỉa. Đấy. Bạn không bao giờ chạy thoát được mình. Mình sẽ hút đến gọi là giọt máu cuối cùng, đậu xanh. Nào, ô đến biết mình lên luôn. Phải nổi ạ. Ui, chơi này thì chơi. Ui, chơi này sao chơi? Ui, này. Nhờn này. Mr. Root. Đâu? Mr. Root rồi, còn Mr. Thủ đâu? Mr. Cam. Root là phải có cam chứ. Nào, từ từ. Mình sẽ đi sang phía bên này xem nó có bắn dễ hơn không. Ui, phía bên này càng khó bắn hơn anh em ạ. Mà lại không có cả backup nữa. Đã thế tôi rút xe. Đấy. Các ông muốn làm gì làm. Từ từ tôi cho xe vào trong bo đã. Để lỡ tí nữa có bắn nhau tôi còn có xe tôi đi. Đấy, tôi để đây. Rồi. Chắc chắn là các bạn đã cứu được nhau rồi. Mình thấy ít nhất là 3 người rồi anh em ạ. Đây rồi. Sớm ốc ra cứu nhau rồi anh em ạ. Mình có nên nằm ở đây hay không nhờ? Không. Mình nghĩ là nằm ở đây không ổn. Tiến lên thêm một cái đồi nữa có khi lại đẹp hơn. Anh em có đồng ý với mình không? Chứ ngồi ở đây thì tí nữa nó mà tràn lên là mình toang đấy. Đúng rồi. Không thể ngồi đây được. Đứng đây chặn bo. Ấy, cái đồi. Ơ. Lấy xe. Cái đệt trả lụa. Cái thanh. Cái tim đi. Cái team đi con Dacia đỏ này đệt bực thế nhở. Cá mập. Này cũng đi cá mập. Ơ, lại thêm một team nữa ở đây. Chết này. Ơ, lại rút à. Con Dacia màu xanh. Ủi vãi nổi, hóa ra là hai team anh em ạ. Team up à. Tại sao không bắn nhau. Ôi đẹp. Giải quyết thanh niên này trước này. Sau đó là bắn thanh niên sau lưng này. Ok bạn nhé. Rồi xong. Chứ đồng đội của bạn cứu hộ. Này, cứu được cho 10 tỷ. 11 mạng rồi. Final một thanh niên rồi. Còn hai thanh niên nữa. Rồi ôi bạn ơi. Bạn ơi. Cứu được cho 10 tỷ bạn ơi. Này, lên đây cứu bạn hộ cái. Thế thì mình nghĩ là cái thanh niên đi con cá mập là đi một mình rồi. Như vậy là một team chia hai xe. Đi nhiều xe có giải quyết được cái gì đâu. Đâu rồi, các bạn nằm đâu hết rồi. Phải nổi ạ. Gọi là ngắm lòi mắt ra không nhìn thấy ai cả. Từ từ mình đá cái viền bo. Mình nghi là ở bên đây có người này. À, thôi. Cái gì đấy? Sao lại bắn vào xe tôi à bạn? Tôi nhảy ra rồi. Tôi chỉ cho con xe đi trước thôi. Làm gì có cái chuyện ngu để cho bạn bắn bao giờ đâu. Nằm ở bụi này. Có đứng dậy không? Không đứng dậy này. Úi, phải nổi hai viên cao không chết. Nó cứ bị điêu điêu anh em ạ. Ôi thôi xong rồi, ông thần này ông bắn mỡ vào bánh sau của mình chứ. Má. Bắn bánh trước không bắn lại bắn vào bánh sau. Ác ồn thế. Thôi quả này toàn quá. Ây ôi, lại còn bị trượt xe nữa chứ. Thể vô duyên. Ây ôi. Thôi, cuộc đời em. Bốc cứt ăn vã rồi. Úi dồi ôi bạn ơi. Bạn ơi, bạn muốn bắn mình mà đâu. Ây ôi, cứ để trả lụa trước kịp gáy. Chết cha rồi. Đừng nói với mình là bốn thằng còn lại nó là một team nhá. Thế thì là hỏng đấy.
chưa kịp gáy hết câu đã bị nó bắn rồi anh em ạ. Bực thật sự. Từ từ khói lên. 3 giây à. 1. Ok rồi. Ai ôi vãi nồi ạ. Cái nồi gì đấy? Bắn không cho thở à? Chạy. Nồi ạ. Kỹ năng bắn này phải ngang với cả Tuấn HC rồi đấy. Ôi một thanh niên bị động. Ơ, một thanh niên đâu mất rồi? Ồ, một thanh niên tự hủy rồi anh em ạ. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biên dâng xong chào. Các bạn nào lên đây. Nào. Mình nghi là còn 3 thanh niên lắm. Ít nhất là 2 thanh niên bắn mình rồi. Mà 2 thanh niên tự tin như thế là dễ là 3 người còn lại là một team rồi. Không sợ anh em ạ. Lao lên đây mà ăn. Đây rồi. Úi trời ơi, đồng đội của bạn nằm xuống rồi nhá. Rồi, còn một thanh niên bộ cỏ nữa. Nhìn đi. Úi vãi nồi, nhầm. Xấy vào cái hòm gỗ. Xấy nhầm vào cái hòm gỗ nhưng mà không sao cả. Trời ơi, mẹ quả đấy tôi nhầm đấy. Tôi tưởng là đấy là cái thanh niên bộ cỏ ạ. Vãi trường. Ok. Như vậy là mình đã hoàn thành clip trải nghiệm bộ trang phục trị giá 4.800 RP trong cửa hàng Royal Bat. Và cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết cái clip này của mình. Và nếu thích cái clip này và nếu thấy thích những cái clip mà mình tiếp tục solo squad như thế này, đừng quên để lại cho Tuấn HC một like và chia sẻ để cho mình có thêm động lực. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo nhá. Bye bye anh em.